Thưa thầy, cho con hỏi là Đức Thế Tôn có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, và nếu có tồn tại thì ngài ở đâu theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy? Mặc dù câu hỏi này được cho là tà kiến nhưng vẫn mong được thầy giải đáp. Câu hỏi này thôi thỉnh sư đại tường. Thưa quý vị, trước khi trả lời câu hỏi này á, thì trả lời này sư thấy á, về cái nội dung á, tương tự như trong Milinda vấn đạo, thì ông vua Milinda có hỏi ngài Nagasena cái điều cũng tương tự như vậy đó. Thì Milinda nằm trong tiểu bộ, cho nên là sư á, nhiệm vụ của sư là sư chỉ trả lời ở trong kinh thôi, chứ không phải trả lời theo ý mình. Đầu tiên sư nhấn mạnh quý vị biết nha, thì để sư trích đoạn lại cái câu hỏi mà trong Binda vấn đạo nha, quý vị nghe. Đức vua nói rằng: thưa ngài Nagasena, có phải là có Đức Phật? Thì ngài Nagasena trả lời là: tâu đại vương, đúng vậy, có Đức Phật. Thì vua mới hỏi tiếp là: thưa ngài, có thể nào chỉ cho Đức Phật là chỗ này hay chỗ này không, hay là đại loại như là chỉ cho là ở Đức Phật ở chỗ này chỗ kia, hay là còn không không còn đó, giống như mới nãy về cái trong câu hỏi đã bị đã hỏi đó. Thì ngài mới trả lời là: tâu đại vương, Đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, không thể nào chỉ cho Đức Thế Tôn là chỗ này hay chỗ này, hay là có tồn tại không có tồn tại đó, như vậy đó. Thì ông vua mới hỏi thêm là: xin ngài cho ví dụ. Thì ngài mới nói là: tâu đại vương nghĩ gì về điều này? Ngọn lửa của đống lửa đang cháy đã bị dập tắt, có thể nào chỉ cho thấy ngọn lửa ấy là chỗ này hay chỗ kia không? Thì ông vua mới trả lời là: thưa ngài không, ngọn lửa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn được nhận biết. Thì ngài mới nói thêm là: tâu đại vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn đã viên tịch ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót, Đức Thế Tôn đã dập tắt, không thể nào chỉ là chỗ này hay chỗ kia là còn tồn tại hay không tồn tại. Tâu đại vương, tuy nhiên chỉ có thể cho thấy Đức Thế Tôn bởi tổng thể các pháp. Tâu đại vương, bởi vì pháp đã được thuyết giảng bởi Đức Thế Tôn. Thì cuối cùng ông vua mới đồng ý, ông mới hoan hỷ, ông nói là: thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Quý vị muốn đọc rõ thì quý vị đọc trong Minh Đa Vấn Đạo, phẩm Đức Phật. Cái câu trả lời tương tự như vậy, tôi cũng xin kết thúc cái câu trả lời. Còn về cái câu hỏi của cô trả lời chủ sư á, thì quý vị đã nói đó là cái tà kiến rồi, thì quý vị hỏi sư chi nữa. Khi mà Thế Tôn ngài không có trả lời thì không lẽ bây giờ sư hơn ngài, hơn Thế Tôn thì sao sư đi trả lời mấy cái câu hỏi này, thấy không? Thì nó giống như á, là chúng ta chưa có biết cái vị của cà phê thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thắc mắc không có tự thiết, rồi chúng ta đồn đoán là cái vị của cà phê nó như thế nào. Tốt nhất là mình pha một ly cà phê mình uống thì mình sẽ biết cái vị của nó. Cũng tương tự như vậy đó, chúng ta chưa có biết cái cảnh giới Niết Bàn như thế nào, cho nên là chúng ta cứ tò mò thắc mắc, cứ tu tập đi theo đúng theo bát chánh đạo, rồi đó, đủ nhân đủ duyên chúng ta sẽ biết Niết Bàn là cái gì, rồi từ đó, đó chúng ta sẽ không còn những cái thắc mắc này nữa. Còn đó, mà chúng ta cứ hỏi những cái câu như vậy thì nó không đem lại lợi ích gì cho chúng ta cả. Nó cũng giống như một người đó, không chịu pha ly cà phê mà cứ đòi một hai là cứ phải phân tích cái mùi vị cà phê trong khi họ không chịu uống. Rồi mà nói là từ cái hồi nửa tiếng về trước là sư đã rất là mệt rồi, nhưng mà do có một vài cái câu hỏi mà sư thấy là nên nên trả lời, đặc biệt là còn một cái câu sau thì sư thấy là cũng cần thiết để trả lời, cho nên là sư ráng để trả lời cho quý vị thêm một cái câu nữa.